Xin chào các bạn đã quay lại với kênh. Hôm trước mình có đề cập đến một số thông tin về bệnh thối đen. Và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng thuốc gì để tiêu diệt loại nấm gây bệnh này? Tất cả sẽ được làm rõ trong video ngay sau đây nhé. Loại thuốc đầu tiên là Aliete 80 VKB, hoặc chất Fosetide Aluminium, được tạo ra là để diệt hai loại nấm này. Tôi pha 50g cho một bình 16 lít, phun tấn công khi thấy dấu hiệu bệnh trong vườn, và 33g cho một bình 16 lít khi phun phòng bệnh. Thứ hai là Atracon 70VKB. Loại thuốc này thì có chứa hoạt chất Robinet. Trên bao bì không có ghi là trị hai loại nấm gây bệnh thối đen, nhưng khi tôi tra cứu tác dụng của hoạt chất Robinet và áp dụng thực tế tại vườn thì thấy nó có thể tiêu diệt được hai loại nấm này. Pha 50g cho một bình 16 lít, cũng là một sản phẩm của tập đoàn Bayer. Thứ ba là Ridomingo 68 VKG. Loại này có chứa thành phần là Metalacil M40g/lít cộng với lại Mancozeb 640g/lít để tiêu diệt hai loại nấm này, thì có Metalacil đặc trị. Có nhiều bạn dùng Ridomingo và nói rằng thuốc này yếu, thì hoạt chất Metalacil M không nói yếu hay mạnh, chỉ nói là đặc trị. Tuy nhiên với 40g/lít tương đương với 4% như thế này thì đúng là gãi ngứa. Có chất mà không đủ lượng thì ăn nhầm gì. Vì vậy bạn nên chọn mua thuốc có hoạt chất Metalacil M với trên 95% như Metasil thì hiệu quả sẽ trên cả tuyệt vời. Lưu ý nhỏ đó là hoạt chất này dùng liên tục sẽ bị lờn hay còn gọi là kháng thuốc với dịch bệnh. Vì vậy nên đổi thuốc sau 2 đến 3 lần dùng. Ba loại thuốc trên bạn hoàn toàn có thể pha ra chậu, sau đó ngâm kẽ giò lan vào chậu 5 đến 15 phút mà không sợ lan chết. Như thế mới chắc chắn rằng nấm sẽ chết triệt để. Nếu có phun thì nên phun khắp vàng, kẽ trên nền đất và thậm chí kẽ trên cây cảnh, cây ăn trái và vườn nhà hàng xóm để tránh bớt mầm bệnh lây lan. Phun để chữa bệnh thì nên 3 đến 5 ngày một lần, liên tục phun 3 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát. Phun thuốc buổi sáng tốt hơn là buổi chiều nhé. Như cá nhân tôi thường phun thuốc vào lúc 7 giờ sáng, bận lắm thì phun lúc 16 giờ chiều. Phòng bệnh thì tùy thời tiết, mùa bão thì 10 ngày một lần, mùa khô thì 20 đến 30 ngày một lần. Ngoài ra đối với các bạn có con nhỏ, vợ bầu hoặc mẹ già thì nên dùng loại thuốc gọi phân thì chuẩn hơn, chuyên phòng và trị hai loại nấm trên thì sẽ ok hơn. Đó chính là Agrifox 400. Agrifox 400 diệt bệnh bằng cơ chế kích kháng chủ động, không diệt trực tiếp bằng chất độc mà kích kháng cây tiết ra chất đề kháng đặc biệt như phytoalasin BR protein tấn công tiêu diệt mầm bệnh, tạo tín hiệu báo động cho các tế bào còn lại, hình thành hệ thống kháng chủ động cho cây. Thuốc làm dày vách tế bào, phá vỡ lớp ngụy trang của nấm bệnh, giúp hệ thống đề kháng phát hiện và tiêu diệt. Hệ thống này còn có hiệu lực phòng bệnh kéo dài đến 60 ngày và giúp cây chống lại một số tác nhân gây hại khác. Agrifox 400 trực tiếp ngăn chặn sự hình thành bào tử của nấm, khoanh vùng nhiễm bệnh, không cho vết loét lây lan, làm lành vết bệnh do tạo ra ethylene và enzyme lipase phân hủy tế bào chết. Agrifox 400 có tác dụng trị bệnh rất linh động nên dễ dàng được hấp thu khi phun qua lá, rễ, tim thân, hoàn toàn không độc hại, an toàn cho người, không gây hại cho vi sinh vật có lợi. Agrifox 400 không bị kháng thuốc, giúp cây mạnh khỏe, phục hồi bền vững. Tóm lại thuốc này cảnh báo độc xanh lá cây, khá là an toàn. Do là không trực tiếp nên dùng Agrifox phun định kỳ phòng bệnh. Khi bị bệnh thì nên dùng một trong ba loại mình đã nêu ở phía trên. Tuy nhiên bạn lưu ý liều là 1cc trên 1 lít nước thôi nhé. Khi mà bạn pha 3cc trên 1 lít thì dễ làm gục ngọn lan. Vấn đề phòng bệnh quan trọng nhất lại chính là phòng côn trùng. Và nếu che được mưa cho lan thì hầu như không bị bệnh này. Tôi thấy hạn chế dùng thuốc vẫn hay hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn like và subscribe để tiếp tục xem những video hấp dẫn hơn nữa nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.